Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Trước Trận Cầu Đinh của truyền hình Báo Thanh Niên. Vào 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 12 tháng 4 sẽ diễn ra hai cặp đấu lượt về của tứ kết UEFA Champions League mùa giải 2017-2018. Real Madrid sẽ gặp đối thủ Juventus và trong khi đó thì Bayern Munich sẽ đấu với Sevilla. Ở trận lượt đi, Bayern Munich đã có chiến thắng 2-1 và trên sân nhà Allianz Arena, khả năng rất cao Bayern sẽ đánh bại câu lạc bộ của Tây Ban Nha để giành vé vào bán kết. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cặp đấu còn lại hay hơn, ngang tài ngang sức hơn. Đó là Real Madrid gặp Juventus. Nhưng trước tiên thì chúng ta hãy dành ít thời gian để nhìn lại thật nhanh diễn biến của trận đấu lượt đi. Rạng sáng ngày 4 tháng 4 đã diễn ra trận tứ kết lượt đi Champions League rất được chờ đợi giữa Juventus và Real Madrid. Thế nhưng, trái với những dự đoán về một cuộc thư hùng ăn miếng trả miếng, trận đấu đã trở thành sân khấu để Ronaldo độc diễn. Khi các khán giả trên sân còn chưa kịp ấm chỗ, Ronaldo đã mở tỷ số cho đội khách ở ngay phút thứ 3 sau pha dứt điểm một chạm tinh tế từ đường căng ngang của Isco. Đây là bàn thắng nhanh nhất Ronaldo từng ghi được tại đấu trường Champions League. Tuy nhiên, nó chưa là gì nếu so với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Phút 64, Daniel Carvajal treo bóng vào vòng cấm Juventus. Ronaldo ngả bàn đền dứt điểm tung lưới đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Buffon. Chưa dừng lại ở đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục tỏa sáng bằng đường kiến tạo cho Marcelo ấn định tỷ số 3-0 cho Real Madrid. Trong lịch sử thì chưa có đội bóng nào thua trắng 0-3 trên sân nhà mà sau đó lội ngược dòng thành công. Những bàn thắng đẳng cấp của Ronaldo hay pha ghi bàn của Marcelo liệu có khiến cho bà đầm già thành Turin chùn bước? Tôi không nghĩ là như vậy. Bóng còn lăn thì chưa thể biết trước được gì. Cũng như vào rạng sáng ngày 11 tháng 4 vừa qua, trước trận đấu có ai dám tin là AS Roma sẽ loại được Barcelona đâu? Và tất nhiên huấn luyện viên Marc Allegri cũng có những động thái để khích lệ tinh thần cho toàn đội. Trước chuyến làm khách đến thủ đô Madrid, huấn luyện viên của Juve đã nói rằng đội của ông sẽ chiến đấu đến cùng tại Bernabeu. Trong khi đó, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Zinedine Zidane cũng cho rằng kết quả của trận đi chưa thể mang tính đảm bảo cho suất đi tiếp đối với Real Madrid. Xin nhắc lại là trận thua của Barca trước Roma là liều thuốc để giúp cho các cầu thủ Real Madrid phải thức tỉnh và cực kỳ tập trung cho trận đấu diễn ra vào 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 12 tháng 4. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua lực lượng của hai đội. Về phía Real, một số tờ báo đã đưa ra nhận định rằng Zinedine Zidane sẽ cất cầu thủ xuất sắc nhất ở trận lượt đi là Ronaldo trên băng ghế dự bị, không giảm cường độ thi đấu quá dày đặc đối với cuộc thi này. Tuy nhiên, trong bóng đá thì các huấn luyện viên rất hay dùng đòn gió. Chính bản thân Ronaldo cũng đã tỏ ra bực mình khi bị thay ra sớm trong trận derby Madrid cách đây vài ngày. Khát khao thi đấu của Ronaldo là rất lớn. Chúng ta đều biết Ronaldo là cầu thủ rất giàu cá tính. Hiện tại anh đã có được 14 bàn thắng sau 9 trận tại Champions League. Chỉ cần thêm một bàn nữa thì CR7 sẽ vượt qua thành tích ghi bàn của Jose Antafini qua AC Milan trong mùa 1962-1963 hay Lionel Messi ở mùa giải 2011-2012. Như vậy là Ronaldo sẽ thống trị kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải ở Champions League nếu như có thêm một bàn nữa. Ai chứ CR7 thì khó mà chấp nhận dự bị trong trận đấu sắp tới. Real có một tổn thất ở hàng phòng ngự khi đội trưởng Sergio Ramos bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Trung vệ 21 tuổi Jesus Vallejo có thể được đá chính ngay từ đầu. Và đây là điểm yếu cho hàng công của Juve khai thác. Bên kia chiến tuyến, Juventus cũng đã mất đi những quân bài quan trọng như là Dybala bị treo giò và hậu vệ Barzagli thì bị dính chấn thương. Tuy nhiên, huấn luyện viên Allegri có sự trở lại của cầu thủ giỏi tấn công như Miralem Pjanic và đặc biệt là trung phong Mario Mandzukic. Juventus buộc phải dùng sơ đoạn tấn công để đối đầu với Real Madrid. Không có lựa chọn nào khác dành cho huấn luyện viên Massimiliano Allegri. Sơ đồ 4-2-4 đã từng được sử dụng trong các trận đấu Juventus cần chiến thắng. Ở mùa trước thì Juve từng nhấn chìm Barca với tỷ số 3-0, cũng chính với đội hình gồm 4 tiền đạo là Higuain, Dybala, Mandzukic và Quatero. Rạng sáng ngày 12 tháng 4 tới đây, khả năng rất cao cựu cầu thủ của Bayern Munich là Douglas Costa sẽ được đá chính thế vào vị trí của Dybala. Còn với Real Madrid, đội chủ nhà cũng rất có thể sẽ chiêu đãi các Madridista một trận cầu đôi công với đối thủ. Đã dẫn trước 3 bàn ngay trên sân khách, không có việc gì để phải co cụm phòng ngự trong trận đấu lượt về. Với những phân tích vừa rồi, quý vị và các bạn có thể dự đoán gì về kết quả chung cuộc của trận đấu này? Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, nhưng đã là dự đoán thì có thể đúng và cũng có thể sai. Trước trận cầu đinh cũng sẽ đưa ra dự đoán dựa trên sự tổng hợp từ một số trang phân tích thông tin tỷ lệ thắng thua rất đáng tin cậy. Hai đội đều sẽ đá tấn công và sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.
Và cá nhân tôi thì xin phép được đưa ra dự đoán của mình. Tỷ số của trận lượt về sẽ là 2-3 nghiêng về phía Juventus. Và chung cuộc thì Real Madrid giành chiến thắng 5-3 để giành vé vào bán kết. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trước trận cổ đình tiếp theo.